Nơ ở tôn chọc tế, cõi bỏ lẽ sật trầy mà nẹ đầy chê bỏ mạt, cao bì dục mánh. Lúc sợi trì đàn à, bàn bóng hóa xa đó cô ấy chọc bà rộng mùi tiệt, tèm bực, đầy bà đám ai bóng bồn thèng lái bà giát, nơi rừng nguôi ở khăn chữ mùn. Xông rùm lực đồng ná rừng bản tích đa thả, cao bì bê thamay thamay ní. Miên sật trầy mà nẹ chênh mơc, rì khôn nâng nị dây rừng ra mùi chùm nguồn, thu ai bạc bò vào đó kỳ tì dùa. Rồi bó lục sợi trì đàn à đầy chìa thạc cài hàng bình, nâng mà chạc mộc chùm nguồn chì chẳng tiệt. Lục sợi cô mình đại tốp nâng nị dây từ càng bình lối, bần tay lục sợi bà nói chụp áp chìa nẹ đọc sợi chùm nguồn. Đội bàn đã bị bẩn đăng rùi rò hỏi. Đời trom lệch bàn, chùm bố sật trầy rục ní, đà nơ tài bẩn tố nị dây bị bẩn bật đồ đá sập tài thằng ngày tì đọc rằm bấy. Khai cả đà chứ nam bì bọn mập hấy cần lòng tờ bù má ư đá chí sva mây. Rồi bà lục sợi trì đàn á bàn trên nị dây bẩn mặn mắt, giang chạy đào chóm chóm thà. Mà nụ lỡ kê ọt đá dọc bậc khuôn mùi tiệt mực nị dây đầm bấy lòng bì dù tì. Nị dây xô mây bị bất. Rất cô này anh chọn lòng bà dù. Nị dây bị cỏ họ à nâng bà bà cảm tám này anh. Nhưng mình mẹn đôi cốt này dây thá. Chụp đăng một tì. Mất bị này anh này dây khóc. Ba này anh này dây trớ. Chứ mất bà đăng đài. Khmer này nà từ chọn lòng tụt lạc cá. Chọn lòng bà đăng một tì. Nơi mình toàn chọc tì. Cả bì về liền mong bà bì giúp. Nhi thằng ngày tì mập hơi. Khai cả đá chứ năm bì bòn mập hơi mà sao mình nhí. Lúc sợi trị đàn à. Cô tụp bà rộng lên chọc hải đáy. Cô bàn chánh mục bộ sợi. Giang cho bà chọc bà. Chọc bố sợi trị mà nẹ. Đại trời chỉ bông sợi bóng cao. Đại bàn chế bà mát rụp quát. Đại đã chọc chọc chế chọc chọc nọc. Cảy bì lại chọc. Nơi bật mạnh nhị như thế ngay tìm mập hơi mũi khai cả đá chứ nằm bị bọn mập hơi lúc sợi trị đàn à. Bạn bọn học xa đòi chạy đau nâng cụ ở chạp bà rộng mùi tiết hỏi. Đòi miễn khlâm xa thá. Mà nụ đời lỡ kê pra cụm nịch chứ nay bật đật. Nâng ca cây lùm ớ rộ bọc kê. Đòm bây ở chơi vứt rộ bọc kê. Bạn thật cùng thật càng. Nâng nẹ phong sổ là nhu rộp ăn. Hai kê tờ tù sổ tù xì pra bê dù cơ đòi. Phần tay bà mưu lưng ngũng khám mê xa mặt phía bình. Cho chất tà linh phần cắt. Chám dọc bà giàu cho hai chôn phần lịch nhà đợt tí. Đòm bây bà giàu cho hai chô mạch mình trọng bằng tịch tử. Mạch cô mình mưu khá nhóm phong. Khá nhóm khám nà. Miền bêu xâm rạp cổ xa nâng xâm rạp khuôn ánh phong. Hát ấy bàn mình chế bằng phần này mưu. Trong bàn đập bấy đây mình kết hành phía sọ. Nhóm mình mến sử dụng ở nhà ná, mọc mong biên bàn ảnh nà. Xa trong cầu ấy xung bóng phôn thằng ốc bóng bà giác, ai khăn chừng muốn, bước mà nụ ấy lỡ xa hạ nà. Bước tay bà giác luôn, ở vầy có hiên thư. Xung bấy tại bóng phôn bằng cách nâng sạch nhiệt khá. Khi mình mến sợ bài chất, nâng ốc bó xa tớ, bê dương mình bán nụ tì. Cả ta này hào ấy đại thư ở những nhóm. Rất tay không bằng thảm tiệt, bằng tay xung bà bóng phôn ở bà giác mà nụ, rồi mất cùn, rồi bà dương. Bạn ta nên khi nhóm việc xăm từ hào ấy, nông cả rần này bẹp này, xông ở cún xâm rạp các sở lành. Cha này kì chư ca lực lãng rồi bỏ nãy xe trị đàn á, còn bàn bằng học xa dàng chặt đọt mùi tiệt, ca bị bực, ngay tìm mập hơi mũi, khai cạc đá chẳng bị bỏ mập hơi này. Cha tệ tương tự năng át bọt này, nên khi nhóm có xông mạch chọc trong tập này. Hãy đăng xông bằng tàu chú năng át bọt tìm bí, tệ tương tự năng cả nhà rạp bí mùi tù khuôn, mà hà chôn chạp bà rõm cần lại nít chừng kì. Mấy thầm mấy nít nẹ đai châm niên xâm rõ, bàn dược rụp cháu xây xa rạp bí. Mọc việc phía đời ác ảnh thá mùi tù khuôn đọc bằng mà chạp bót. Mòn xa rai này, miền phía tệ tiên sư tài cục còn lại tặng ọ. Đôi chia trọc kia, cút, nâng đầm trung chữ đám. Phần tay châm nọc đại thua ai bọc bọc cực khăn ảnh. Trong tài khám nẹ châm liền thao nê chừng kế. Cứ sạch phơ đo sổ lôn đọc bằng niêng đại sổ máu cho viên chức tài mạ đồn. Bần tốt bì miên ca bì nịch, lơ sơ bạch phơ rồi bỏ rạp bí. Chi chiêng tật đồm xùm lê rồi bỏ niêng bạp ní, sạp tài kì khơi xe xa rộp ní. Căn tài hiên xe lệp bẹ chút khlây bình chánh sơ bạch phơ, căn tài thua ai bọc bọc, nhọp nhọ thảm tiệt. Đòi lại, bần đà sport bình chứa cám mùi chùm nuôn, có bắt đọt ca chạp bà rõm đồng khuôn xe xa rộp ní chiêng mùn đá. Tớp thua ai rạp bí, tớ bán tèo chùm riêng, nâng sport bởm khí thảm đồn. Tạc sinh kỳ chôn mùi chùm nuôn. Nhi dây thà chạp bì bì nì tổ tư, bụ quát chạm mơ, xong kết mơ sạch phơ rồi bỏ rạp bì đài. Hỏi thà bật chư sở lôn phái, chạy nhánh đôi bần đầu chạy mên rước chẳng nà. Rạp bì tập tài chạp ở chiếp chùm riêng để dạp bê chương bê chân nằm bần nốt. Khoai bỏ bỏng ở chiếp bì thê kà rà nì nâng hóng bìa, bần tài chẳng nà. Sẽ xa át rụp nì mên kê chmô hạ láng, sơ mần cụ ở chư lòi. Khả nạ đài lọ bây mùi bà nì, niêng chọ bàn ọc kà. Tình bàn phát tiết đào tự bấy, nâng rụt dụng bấy cửa phòng náy đã sở rộp tập prạ, mình cảm cần lạc liên đồ là lòi. Phần tay nơi rợ đời Covid ní, rào bây có đôi chìa đà rạp xên thiệt đáy cư niêng bàn bắt prạ chùm nấu, chứ chẳng mơ đồ là được khỉa. Rốt tạm chạc đồn trời chẳng lái nơi mình đã khái trở bàn đục cho tặng ọ. Rào bây tha đôi xa tài khái ní rợ đời thật lạc liếng, hai Covid đập rầm buôn mình toàn sáng ngạc tiết ảnh chân bắt chùm riêng đài niêng bàn thu hành núc, nơi mình hiến chánh tỷ, bụt khai chánh tớ không biết về lìa. Đời lại, nếu bê trâu xu thà ta niếng
អាចរ៉ាប់រងការងារចំនួនមីសុខសុភាដែលចាក់ចេញបានដែរឬអត់នោះរហូតមកដល់នឹងពេលនេះតារាពូកែតបតែងខ្លួននិងក្បាច់រាំប្លែកៗនេះមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទេចំណែករឿងស្នេហាវិញរ៉ាប់បេធ្លាប់បានសារភាពថានាងស្នេហាតែប្រុសក្មេងៗទេបើប្រុសចាស់វិញទោះជាចេះលុយដាក់នាងយ៉ាងណាក៏នាងមិនរំភើបឡើយ នាងថាបរិខក្នុងក្តីសុបិនរបស់នាងប្រៀបដូចយកមកជើលទៅរាវនៅក្នុងបាត់សមុទ្រអញ្ចឹងព្រោះពិបាករកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែនាងត្រូវការប្រុសចេះថ្នាក់ថ្នមចិត្តនាងពិសេសគឺចេះលើកបាយឲ្យនាងញ៉ាំដល់បន្ទប់ទើបនាងស្រឡាញ់ចាតែទាំងទៅនឹងអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា